Kính thưa tất cả các bạn, hôm nay vào một bài học mới thì trước hết thì Quốc Võ xin chúc cho tất cả các bạn một ngày thật là an bình hạnh phúc ha. Hôm nay chúng ta là quay về cái bài hát Hạ Trắng đó. Thì hôm nay trong chủ đề đầu tiên này đó thì Quốc Võ sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách đánh một cái câu intro. Thì thường thường thì các bạn biết rằng là sau khi mà ca sĩ họ báo cái bài hát gì đó cho nhạc sĩ biết thì cái người nhạc sĩ sẽ bắt đầu đánh câu intro. Đánh xong câu intro thì ca sĩ sẽ vào hát, đúng không ạ? Thì làm thế nào để đánh một câu intro cho nó hay, cho nó đúng mà ca sĩ dễ đi vô, tức là người hát họ dễ vào. Chứ nếu mà các bạn đánh mà nó búa xua đánh tùm lum hết thì đôi khi người hát người ta không biết vô chỗ nào nữa. Cho nên hôm nay Quốc Võ chỉ cho các bạn một cách đánh intro dễ nhất, cái câu intro mà dễ nhất thế giới luôn. Tức là mình dựa vào ba cái gam thôi các bạn. Giống như Quốc Võ đã từng nói với các bạn trong những bài học trước đó, là ba gam để đánh được một bài hát là la thứ, rê thứ và mi bảy. Thì bây giờ mình cứ dựa vào ba gam đó để mình đánh cái intro, dứt cái ba gam đó là ca sĩ sẽ vào hát đó. Thì trước hết thì chúng ta vào cái bài nhạc Hạ Trắng này thì chúng ta phải chọn cái điệu là slow rock nha các bạn nha. Thì cái bộ tiếng này là cái bộ tiếng của Minh Long An. Thì các bạn mua cái đàn đó, các bạn mua cái đàn thì các bạn sẽ có cái bộ tiếng của Minh Long An. Thì các bạn sẽ vào cái bộ tiếng đó và các bạn chọn điệu là slow rock ha. Đó. Sau đó thì các bạn chọn cái tempo là 62 thôi. Cái tempo hiện tại bây giờ nó là 63 thì các bạn trừ xuống 1, tức là cái nút tempo này các bạn trừ xuống 1. Còn lại 62 thôi. Thì tại vì cái bài Hạ Trắng này thì cái tempo cỡ chừng từ 61 tới 62 là ok, đừng có nhanh quá cũng chậm quá. Nhanh quá thì đôi khi người ta hát người ta mất cái feeling. Đôi khi có những ca sĩ họ muốn hát chậm để họ diễn tả cái tình cảm, mà các bạn đánh nhanh quá thì đôi khi những ca sĩ họ mất cái feel đi, họ không có hát hay được nữa. Còn các bạn đánh mà chậm quá nó sẽ nghe nó rề rà, nó nghe nó rất là chán, tại cái điệu boring, slow đó là boring rồi. Mà nếu các bạn đánh mà rề rà mà chậm quá thì nó sẽ bị chán, bị boring quá. Nhưng mà cũng tùy theo bài các bạn, tùy theo bài. Có những bài ví dụ như bài Túy Ca đi thì các bạn đánh thiệt là chậm để cho những cái người ca sĩ họ ngân nga hoặc các cái hồn. Còn có những cái bài cái giai điệu khác nó trẻ trung hơn, nó sôi động hơn, nó sinh động hơn thì các bạn đánh nhanh hơn chút xíu. Đó, tùy vào bài hát ha. Thì riêng cái bài Hạ Trắng này thì Quốc Võ chọn cái tempo 62 thôi. Cái điệu là slow rock ha. Rồi, gam la thứ. Thì cái đàn keyboard các bạn đó, các bạn nhìn vào cái nút cuối cùng ở bên phía trái này là cái nút nó gọi là ACMP. Khi nào các bạn bấm cái nút này thì các bạn sẽ đánh được cái hợp âm ở bên tay trái. Đó. Còn nếu như các bạn mà không bấm xuống cái nút này mà nó đỏ đèn lên á thì các bạn dùng hết nguyên cả cái phần nốt, cái phần phím ở trên cái đàn này dùng làm tiếng piano. Đó. Ví dụ như mình bấm xuống tiếng piano. Đó. Tiếng piano. Nhưng mà khi các bạn bấm cái nút ACMP này xuống đó, cái đèn nó đỏ lên, đúng không? Cái đèn nó đỏ lên thì các bạn dùng cái này để bấm hợp âm. Đó, nó không còn tiếng piano nữa mà nó là cái hợp âm để bấm xuống gam, la thứ, rê thứ, mi bảy vân vân, bấm xuống hợp âm. Nó không còn tiếng piano nữa và nó cho phép các bạn bấm từ nốt đồ cho tới nốt pha thăng. Pha thăng ở cái cung số 2. Ở cái quãng 2, tức là từ nốt đồ này. Cái pha thăng này là quãng 1 nè. Pha thăng này là quãng 2 nè. Đó, tức là F2 đó, F2 F thăng 2 đó. Đây là nốt này. Tức là nó cho phép cái tay trái của bạn nó dùng từ nốt đồ này đầu tiên cho tới nốt này thôi, từ đây đổ lại thôi, từ cái này từ nốt pha thăng này nè trở lại thôi là cho tay trái. Còn tay phải thì bắt đầu từ nốt sol ha, nốt sol tới đây hết rồi ha, nốt sol cho tới hết cái đàn luôn là tay phải, để đánh intro rồi đánh dạo giữa gian tấu lót câu vân vân. Còn cái tay trái các bạn là cho nó cho phép bạn đánh từ nốt đồ này cho tới nốt pha thăng thôi ha. Từ đây trở đổi lại thôi. Đó là cho tay trái. Tay phải bắt đầu từ chỗ này lên đây là tay phải ha. Ok, rất là dễ hiểu. Rồi, bây giờ thì mình bấm cái nút ACMP xuống ha. Rồi. Thì bây giờ Quốc Võ sẽ chỉ cho các bạn đánh một cái câu intro dễ nhất thế giới trong vòng 3 gam thôi là người ta vô. Đó. Gam đầu tiên là la thứ. La thứ. Bây giờ các bạn đánh cái câu intro này bằng ba cái gam này là la thứ, rê thứ và mi bảy. Thì la thứ mình quánh làm sao? La thứ mình quánh theo một cái những cái nốt của cái gam la thứ như thế này.
Thấy không? Nè. La đô mi lá mi đô la đô mi lá mi đô la là hết một dòng, hết một dòng của cái la thứ, đúng không ạ? Nè. La đô mi lá mi đô la đô mi lá mi đô la. Bây giờ qua cái rê thứ, mi la thứ xong tới rê thứ, đúng không ạ? Thì rê thứ thì các bạn bấm như thế này. La rê fa la fa rê la rê fa la fa rê la. Đó. Thấy chưa? Làm lại nữa nè. La rê fa la fa rê la rê fa la fa rê la. Rồi. Là rê thứ. Bây giờ mi 7, một cái cuối cùng nữa là mi 7 nè. Mi 7 thì các bạn bấm nè. Si mi son si son mi si mi son si mi son mi si. Son này là son thăng nha các bạn nha. Son thăng chứ không phải son thường nha. Nốt đen nha, son thăng nè. Son bình đây nè. Son thăng nè. Thấy không? Thì si mi son si son mi si mi son si son mi si. Đó. Bây giờ mình nối ba cái hợp âm lại với nhau thành một cái câu là như vậy. La đô mi la mi la đô. Ha, lại nè. La đô mi la mi đô la đô mi la mi đô. La rê fa la fa rê la rê fa la fa rê. Si mi son si son mi si mi son si son mi la. Là xong. Dứt. Nè. Bây giờ quốc hòa sẽ nối. Quốc hòa sẽ nối vô cái vừa tay trái vừa tay phải cho các bạn nghe thử nha. Đó, Quốc Bảo đang quánh điệu sỉ rock tempo 62 và cái câu intro này như thế này. Làm lại nha các bạn, ba cái âm thôi. La thứ, rê thứ và mi 7. Lại nha. Đó, là cái tay phải của mình. La đô mi la mi đô la. La là ngón số 1, đô là ngón số 2, mi là ngón số 4 và lá là ngón số 5 ha. Rồi mình trở ngược lại. Đô la đô mi la mi la mi đô la. La đô mi la mi đô la đô mi la mi đô la. Ở nhà các bạn tập cái gì cho quen nè. Các bạn tập cho quen. Đầu tiên các bạn tập la thứ cho quen nè. Ha, tập cho nó quen ha. Đó, các bạn đầu tiên các bạn tập từng gram gì trước này cho nó quen tay cái đã ha. Mình tập cho nó quen tay đúng cái nhịp của nó nè. Ha, tập cho nó quen tay cái đã, tao quen ngón. Khi nó quen rồi mà chuyển qua rê thứ nè. Rê thứ ha. Ha, cho nó quen tay á. Sau đó rê thứ xong rồi chuyển qua mi 7 nha. À, riêng cái mi 7 này thì cái ngón son thăng này các bạn bấm ngón giữa nha. Nè. Si mi, si là số 1, mi là số 2, son thăng là số 3 và si là số 5 nha. Bỏ cái ngón tay đều nhẫn ra ha. Đó, thấy không? Còn riêng cái những hai cái âm kia la thứ và lại rê thứ đó thì mình bấm là 1 2 4 5. 1 2 4 5 ha.
1, 2, 4, 5. Này 1, 2, 3, 5. Bây giờ có quả đánh một lần cho các bạn thấy nha. Đánh một lần cho các bạn thấy rằng là cái intro như thế nào ha. Rồi chuẩn bị vô nè. Vô. Đó, tức là mình dạo dứt cái câu đó, tức là la thứ, rê thứ, mi bảy, rồi về la thứ lại, dứt cái khuôn đó là mình stop cái nhạc lại để cho ca sĩ nó vô. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình làm lại cho một lần nữa cho các bạn coi nè. Đó, tức là rất là dễ. Mình về la lại cái là mình stop cái nhạc lại ở cái nút là sing star. Cái nút này gọi là nút sing star này các bạn nè. Stop lại nè ha. Sing star này có nghĩa là giống như là tạm dừng đó. Mình bấm xuống cái này coi nè. Work nè, bấm xuống này tạm dừng. Nó là chỉ tạm dừng thôi chứ nó không dừng hẳn. Để khi mình nhấn tay xuống là nó work lại nè. Ha, tạm dừng nè. Tạm dừng nè ha. Đó, nút sing star này nè. Bên cạnh nó là cái nút startup. Nếu cái nút startup là cái nút dừng hẳn luôn. Ví dụ như mình đang đánh, mình dừng hẳn luôn thì mình bấm xuống, nó bấm xuống là vẫn không có lên nữa. Nhưng mà khi mình bấm cái nút sing star chỗ này nè, lúc này nè, bấm xuống một cái á, là khi mình bấm xuống á, ha, mình bấm xuống là nó dừng, nó tạm dừng thôi. Khi bấm xuống lại nè, đó, nó chạy lại không đó, thấy chưa? Cho nên khi mà mình dạo xong rồi mình về la thứ lại rồi á, mình bấm cái nút sing star này để mình stop lại đó, ca sĩ nó vô rồi nắng là vô lại liền ha. Đó, thấy chưa? Rất là dễ. Đó là cái câu intro mà nó nói là dễ nhất thế giới. Đánh kho thôi, đánh ba cái kho là người ta vô. Đó, bây giờ có gọi đánh là lần thứ nữa cho các bạn nghe nha. Chuẩn bị nè. Rồi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay. Đó, thấy chưa? Đó là cái câu intro mà dễ nhất thế giới. À, còn cái hợp âm với tay trái thì các bạn đã học rồi, các bạn biết rồi, Quốc Võ không có nói lại nhiều ha. Chỉ là la thứ thì gồm có là la, đô mí, rê thứ là rê pha lá, và mi bảy là mì, son, thăng, si và rê. Đó. Cái bữa hôm sau đó Quốc Võ sẽ chỉ cho các bạn nhiều hơn chút xíu nữa về đi sâu vô hợp âm của cái bài này 3 gam. Nhưng mà cách bấm như thế nào thì cái bài học là tiếp theo. Hôm nay là cái bài học về cái câu intro ngắn gọn, đơn giản nhất thế giới mà tất cả các bạn đều có thể sử dụng cho nhiều bài khác nữa. Thí dụ bài nào mà sẽ rock la thứ cũng đều đánh được câu intro này cả. Tại vì nó không có dính tới cái bài gì cả. Các bạn chỉ bánh hợp âm 3 gam thôi. La thứ, rê thứ và mi bảy là xong. Đó. Bây giờ qua đánh lại lần nữa cuối cùng ha. Đây, chuẩn bị. La thứ, rê thứ, mi bảy, về la thứ lại, tạm dừng. Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mặt buồn, lòng hoa bướm say. Thấy chưa? Đó là ba cái gam mà rất là căn bản và rất là dễ nhớ. Rồi, bây giờ các bạn ở nhà cứ vẫn tập tới tập lui đều nhớ là một ngày như vậy, cố gắng bỏ ra từ 1 tiếng đồng hồ cho tới 2 tiếng để mình luyện. Thứ nhất là mình luyện ngón pam 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 pam. Mình luyện ngón và tay trái và tay phải hai cái kết hợp với nhau. Rồi mình bấm cái điệu slow rock lên, tempo 6/2 lên để mình đánh đúng theo cái nhịp của nó, đúng theo nhịp của nó. Dạo câu intro này cho đến khi nào mà các bạn nhuần nhuyễn và các bạn không cần nhìn vào cái tay của mình nữa là các bạn thành công nha. Nhớ là cái mắt mình chỉ nhìn vào bài nhạc thôi chứ con mắt mình không nhìn vào tay đàn. Cố gắng luyện. Mình ráng mình cố gắng mình luyện sao mà cho nó thiết là nhuyễn, nhuần nhuyễn. Bởi vì cái bước ban đầu này nè, các bạn luyện càng nhuần nhuyễn chừng nào càng tốt chừng đấy nha các bạn nha. Cố gắng nha. Ok.
Rồi, một lần nữa xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là an lành, hạnh phúc và thân tâm an lạc. I love you mọi người.